Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với The Lamb and What For Today. Rồi hôm nay thì tôi sẽ lại giới thiệu với anh em tới một con game có tên gọi là Clan Okuknokonan and the Crown of the Stark. Thì game này hiện tại chưa có ra mắt và nó sẽ ra mắt vào năm 2021. Và hôm nay thì tôi được bên nhà sản xuất của con game này ấy là họ tài trợ cho nên là hôm nay là sẽ stream game này cho anh em xem nha. Rồi bối cảnh của con game này thì nó sẽ nói về nó kiểu là game đi giải đố ấy, đi đi cảnh và giải đố và mang một sắc thái âm hưởng của thần thoại Celtic. So, let's do this. Chúng ta sẽ vào vai ba anh em. Ba đứa này là ba đứa anh em và sẽ đi giành lại ngôi báu, cái ngai vàng của cha nó để lại. So ha, select. Hiện tại là tôi đang chơi cái bản demo và anh em nào mà muốn chơi bản demo thì cũng có thể lên trên Steam download và chơi giống như tôi vậy đó. Mình có bản demo trước mà tới game thì tới năm sau nó mới ra mắt, còn hiện tại là bản demo là chỉ chơi được 3 màn Village 1 với lại Boss Fight thôi. Ta sẽ chơi màn Village trước ha. RT để đổi nhân vật à? Alright. Nhân vật mặc định là thằng này đúng không? À để nhảy, ok. Ui, lúc này để làm gì? Để lộn hả? Ha ha. Hey you. Thằng này vẫn còn sống. Có hai chấm xanh ở trên đầu tôi là cái gì vậy ta? Wow. Chữ E để coi như là à. Thinh công. Wow hay ha. Chữ E để thinh công luôn. What this? À cái này mình bám được nè. Cho hô A. Wow. Công gió thổi lên. Đấy. Như con đó giống con chùm á ha. Này để chuyển qua nhân vật khác, còn bây giờ tôi cần chuyển qua cái con to to này. À. Giữ ít để gồng lên này. Wow. Mày một đấm to luôn. Nữa nè. Một đấm. Chị chết hả? Cái này đấm được không? Chỗ này thì A với là X để xuống không? Ôi trời. Rồi. Ra là đây cái nút nó ngụy trang. Hình như chỉ có mỗi con này là đẩy được thôi. Nếu mà đổi qua con khác là nó không đẩy được. Thằng này to khỏe mới đẩy được. A lê hấp. À, tôi bắt đầu đổi qua con cung. Ủa? Ít phải giữ cái này để nhắm, ok. Chỗ này nó có một cái công tắc á. Tôi bắn vô là nó hiện ra cái bậc thang kia. Hay vô. B là để lộn qua này. À hả. Từ anh ơi. Cái này chuyển qua nhân vật này tiếp. À hả. Thì có cái công tắc đúng không? Alright. O A. Cái kia nó có gió, ta sẽ đổi lại nhân vật này. Nhân vật này nó có khả năng khinh công. Ê. Vừa qua kịp. Cái gì vậy trời? Có múa lửa nữa cơ. Direct siêu. À tức là thằng quỷ này nó có siêu á. Siêu này. Ôi trời. Mày này một đấm. À máu. Ủa sao này nó còn sống. Lì. Yeah. Mày này 25 máu. Kiếp. Đấm thế mà nó không chết.
Cái hình như là tôi còn 4 4 cục HP đúng không? Hay là tùy con mà nó có máu khác nhau, con này còn 4, con này còn 5. Con này thì máu ít hơn, máu tối đa của nó chỉ có 3 4 à, con này máu tối đa là 6, con này máu full máu là 5. Ok. Khá là cân bằng kiểu vậy. Nhưng mà có những chỗ là mình phải sử dụng những cái con nhân vật nhất định ấy, thì mới qua được. Ôi nó còn sống thôi. Ê. Slinger hả? Chết đây. Mà làm sao để chúng ta sao để hồi máu ta? Mày đấm. Mấy cái như thế này là phải dùng con này để cắt à, kết hợp cũng khá hay á. Rồi cười tao nè, này phải đấm. Đúng không? Ở đây cái nhảy lên đây. À lại hấp, à con này nhảy đúp được. Cái này thì sao ta? What we do? Oh, không, tôi đẩy cái này xuống để làm trò vậy á. À, tự nhiên chợt hiểu ra vấn đề. À rồi, cái nút này để làm gì? Rồi ok, vậy mà mình mới qua được chỗ này. Lên nữa được không? Đùng. Ok. Nhận sắp ở được đây. Táo nè. Quay. À, nó bắt mình đi đường này. Từ thôi. Mày. Một hit là chết. À, ăn một cái là full máu cho toàn bộ luôn. Được á. Siêu nè. Ví dụ bắn vô đầu có được không? Bắn con kia nó không? Không trúng. Ái chà, chà, chà. Nó tập trung xuống dưới hết rồi, giờ sao? Để chiếu mấy con này trước. Mày hả con? Tên vô tận tha hồ bắn. Ở gì nữa? Chu. Đợi qua con này nha. Ờ? Thằng này nó vô góc lắc rồi. Thằng này vô góc lắc rồi, tha hồ đánh. Tóc ao. Chưa chết. Ây. Xong. Giờ này vui á. Nhảy mà. Ôi bay trên không bắn được luôn nè. Nè hay không? Nếu tôi nhảy cái là mình đỏ. Như phim luôn. Con kia làm gì vậy? Tức là trong cái cây này nó có cái thần rừng bảo vệ. Trời ơi. À không đánh được nó luôn. Quá thôi. Không có chịu. AOE à. Nè, chiếm này chỉ cận chiến nè. Thằng này thì coi như là chuyên những đòn đánh mặt đó. Heavy attack. Còn nhỏ này thì bắn cung. Rồi sao qua thì tôi không biết. Cái này qua cách nào đó. Nãy dùng khinh công nhảy qua. Hình như con này nhảy đúp được.
Sai. Cái này hình như phải đấm mạnh lên. Bộp. À. Bao. Đúng. Game này hay lắm mấy ông. Được. Ok. Phải lại một tí. Mà tới năm 2021 nó mới ra mắt lần, cho nên là anh em nào muốn chơi thì bỏ vào trong wishlist á. Khi nào game nó ra nó sẽ thông báo cho nha. Đang mít. Quá. Ok. Bay ra bay vô cho gió nó thổi lên nè. Ở đây. Đỡ máu. Tông kia bị xóa message rồi ta. Ok. Ok. No, 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 no. Tôi muốn lấy cái này. Ác này nhìn giống Samurai Jack Cartoon. À. Ấy. Mày vẫn còn sống à? Tại vì cái Samurai Jack Cartoon có một thằng. Cái thằng to to kia là nó cũng thuộc xứ Scotland đấy, cho nên là nhìn. Bọn này văn hóa Celtic này, Ireland, Scotland nè. Dot attack à. Quay. Oh fuck. Oh damn. Cái nhạc nó ồn quá. Ôi trời. Đen. Mày đập. Phập phập phập. Láo quá lớn. Chết đi. Ha ha. Ây da. Chu. Ây da. Cái gai nữa. Vãi. Ôi tôi bị quýnh rồi. Hồi đầu. Chết đi quỷ. Hơi bị tốn nhiều máu á. Ngon. Cho mình cục thịt. Ăn cái là ba con full máu lại. À đi qua đây. Để gì? Phải lên được trên đó hả? Em để cắt cái này không? Ôi trời. Damn it. Mày này. Knock out. Nữa nè, nữa nè. Chết. Này đi qua đây được không? Trời. Nó lấy tay đang tát cho một cái. Ở đây là cái gì ta? À. Hello. Hello cưng. Đâm này. Không còn tỉnh. Trời tôi tưởng nó chết rồi. Con nào cũng có khả năng khinh công như nhau hết. À, hình như là bên phải không đi được đúng không? Chạy luôn hả?
Ồ hả? Được nè. Aha. Cung đi. Cung đây. Chết mày nè con. Ôi ôi. Chết. Ở đây. Đây mới qua được tới đây hả? Ô ô ô. Rồi vậy ai chơi? Đang bay cũng nhảy bắn được ai chơi lại trời. Có cái này nhưng để đập xuống vậy hả? Đập xuống rồi sao tôi lên được? Ây da. Băng. Phần 5 máu. À, chuyển qua nhân vật này chơi đi, con kia sắp hết máu. Ui ui ui. Mà chỗ này nó không có lộn được. Sao là cái chỗ cần khinh công lại phải à! Chỗ mà cần khinh công lại phải chuyển qua con khác. Ấy. Mà luôn. Yeah. À, cái này đẩy xuống như này. Để tạo ra một cái công thức rồi. Ừ. Đùng. Rồi sao nữa? Nhảy xuống dưới luôn chứ không phải hỏi. Hay á, dưới này có một cái công tắc nặng quá nó xuống đây luôn. Vậy? Acid vậy thôi hả? Đó, level tiếp theo, swarm đi mấy ông. Hơi ít ha. Nó tính ra chơi cái này là được chừng không tới 1 tiếng là hết rồi, còn con boss nữa. Cái tầm 45 phút. Ôi. Từ anh ơi. Tấn góc quánh. Cái này lại không phải chưa lộn nha. Cái này là lộn. Cái này là xoay nhưng mà không biết là né. Họ đi dưới nước là bị đi dưới nước bị mất máu á. Ơ. What is? Chiến binh dũng cảm, người đã chứng tỏ bản thân và có sự quyết đoán và kiên cường gì đấy, nhưng mà ta lo lại là hành trình phía trước sẽ còn nhiều nguy hiểm cho ngươi. Shroud update. Mặc dù coi như là ta đã bị kiểu như bị chết rồi đó, nhưng mà ta sẽ sử dụng cái sức mạnh ta vẫn còn để cho ngươi một số cái skill giúp ngươi chinh phục cái nhiệm vụ này. Đầu tiên là kỹ năng skill cannon. First skill cannon, ta sẽ cho ngươi cái khả năng là tấn công dash attack, kick down your forward. Như nào? Chiêu đó xài như thế nào? Đâu xài sao? Cái gì mới không? À, that attack. Ui. That's through the vibe to woods. Are you sure about this? What? À. Okay, tức là nó phải có một cái mình phải đánh trúng một cái gì đó nó kích hoạt. Đây qua không ý không qua. So what we do?
ra là vậy. Nhảy lên đã. Ôi trời. Học lại đi. Ok, phải nhảy lên xong rồi nhảy qua một chút rồi đánh nó dash nó mới tới. And cái này bây giờ nó mới chỉ cho tôi cái chiêu và dot cái bật lại luôn á. Có cái khiên á thằng này, à không phải khiên mà là nó reflect lại những cái đạn luôn. À đây hấp. Khoan, từ từ chỗ này sao? Nằm nha con. Có chú quánh một phát. Ơi đùng. Ném tiếp. Ném tôi bắn. Không ném thì mình bắn vậy. What? Ôi trời, nhân vật mày. Ôi ơi. Lên như thế này á là thời gian nó có hơi, hình như nó không có ngưng động thời gian lại. Cái này để làm chi? Biết mà hình như tôi phải đẩy này đi á, đè nó luôn được. Mày. Trời. Bạo lực đấy anh ơi. Ok. Này sao nhỉ? À, rồi. Ở đây có một cái con mắt. What we do? Tới không? Ok, tới. Hoặc là tôi phải sử dụng cung để tôi bắn. Ra là vậy. Chu. Con này thì cần phải. Trời. Chết đi em ơi. Mày. Xem đây, nắm đấm ngàn cân. Gameplay giống Ori hả? Tôi chưa chơi Ori nên tôi không biết, nhưng mà giống hả? Thế là mình phải chuyển đổi nhiều nhân vật qua lại để qua màn hả? Ăn máu cái là full. What is? Gì trời? Chặn lại không cho đi. Bị tù. Rồi sao nữa?
À, tôi hiểu rồi, ông thấy mấy cái hình vẽ ở đây không? Mình bắn vào cái nào á là cái đó nó sẽ mờ đi á. Hấp 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 én. Ok tới. Wow màu thế này sao, lúc thì chớp lúc thì hiện cái này. Đây là sao, sao nó là màu này? À, lại hấp. Wow. Cái đi. Come on. Cái đi. Từ từ bắn lại cắt cái cho chắc ăn. Qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây. Aha gì nữa, dưới này có còn cái nút này để đập chút. Không không được được, cái nút này là phải lấy cái cục kia đẩy nó xuống. Trước đó thì bắt quy tú. Đây nó có cái gì nè, bằng cái này chứ. À ali hấp ali hấp thôi mất máu. Rồi phải đợi lúc nó sáng đèn mới được. Rồi nó chớp là không được nha. Đó, đánh xuống đây. Ồ, 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 quay, quay. Thế thế này thì đâu có rớt xuống đâu. Ra là chỗ này leo lên được. Cái đẹp này thì right go tiếp chơi thật. Full máu đánh boss chưa? Yo 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 yo. Con này mày 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 à? Mày 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 đấm ngàn cân knock out. Con này đấm nhờ. Bốp một lúc hai thằng. Ai da. Út. Trời 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 trời. Không chiến rồi mày chết. Ấy dù ôm phải khiên bắn xăm mò. That's it. Thôi hả? Ôi trời. Woo.
Ủa? So what to do? Cái này combo hai lần được. Ok được. Full máu. Yeah. Ôi. Tôi khá chắc là sẽ còn những cái con tiên cá. Cái đệt mày. Quay. Cái này là để nhảy lên trên đây. Mà nếu mình không muốn nhảy lên á thì không muốn nhảy lên thì có thể dùng con này đẩy qua được đâu. Có máu. Damn it. It is. Còn sống lì. Come on. Mày. Gì nè trời. And what we do? Wow. Á đâu. Rớt xuống đây luôn. Ủa tới cái khúc này rồi sao nữa? Được. Dùng con này. Get it. Đứng từ đây đi ha. Đó, ra đây thôi mới đúng. Nãy nhiều, nãy lố. Bây giờ nhá, mà bắn cái cục này á, qua luôn, rồi. Trời ơi. Khó vậy sao? Hơi nẹn cả nhà. À, cái đó cái gốc cây mình không có đi qua được. Rồi, từ từ coi. Rồi đây là có cái gốc cây đúng không? Cũng chết. Damn it. Từ từ lại coi.
lấy con kia đâm xuyên qua. À, cái này đâm xuyên qua nhưng mà phải trúng ngay chỗ đó cơ. Ở đây. Ô, rơi đâu này? Đây cũng chết. No. It is bad. Bắp. Tôi mất kiên nhẫn với cái này rồi đó nha. Đâm từ từ. Rồi cái này sao? Cái này thì đâm qua được nhá. Nhưng mà đâm qua nữa cái bị rớt luôn. Mình có thể nhảy qua hai cây được không ta? Lúc mà đang đứng lại thì có đổi nhân vật được không? À mẹ. Ok. Haha. Finally. Qua được cái đoạn mất chạy. Cái gì hả? Không dám cái gì đâu. Bây giờ ông vô chơi thử, bảo đảm ông chơi cả đập máy. Ê. Cho nó lên coi. Quần chị trời. Hello Phan Trương nha. Tôi quán rồi. what this? Quỷ này. Mày hả con? Ủa? Có cái bậc để leo lên luôn. Ôi. Trời. Hết máu con này luôn. À lấy hấp. Ha ha. Mày. So what we do? Cái này để làm sao lên mà leo lên trên đây để chi? Đâu có nhất thiết phải leo lên trên đó đúng không? Qua đây trước coi. Ờ. Mày. Chưa được. Hết máu rồi, giờ này ngại nhảy quá. Địch kia tôi nghĩ là chỉ để lấy mấy cái con tiên thôi à. Còn mình đi cái đường này đây. A đù. Quay lại. Chứ bây giờ lên trên, nhảy lên tới trên là không có nhảy xuống được nữa. Mà bắn cái chỗ này thì nó lại che mất cái cây này rồi.
đây. Ali hấp, Ali hấp, Ali hấp. Ê. Quên mất con này lại không nhảy đôi được. Vất vả đấy. Rồi. Thì con đỏ qua xong rồi lúc mà nhảy lại dùng con này mới nhảy được, bởi vì con kia không nhảy đôi được. Nhảy nhót leo trèo là cho em này. Rồi, đấm được cho con mập đi. Đó. Từ đây mới bắt đầu bắn xuống. Ok. That's right. Đúng rồi đó. Hay hay, hấp hấp. Chính xác. Ủa hết rồi hả? Đâu còn con boss sao, đánh thử luôn coi. Boss fight. Gì đây? À, đánh cái tên này. Ôi ôi ôi. Valhalla. Gì? Cái mình ăn roi á. What we do? Whoa. Ah! Aim it. Mày. No. Ai. Sao nó phun máu hoài ta? Gì vậy? Holy shit. Thôi. Lúc mà nó immune, lúc này nó đang immune. Không đâu. Cho. Dồn hết đam vô. Cái này đang bất tử phải không? Rồi, máu. Yeah. Thương cửa hồng. Cái này không đỡ được, cái này không đỡ được phải không? Ơ. Cái điện. Dưới đây có lửa. Vậy luôn á hả? Hay da. Vậy. Mày. Hết máu rồi. Mày. Chết đi, nó cũng gần chết rồi. Tìm mưu. Sao nữa? Con cung còn 3 máu. Ok. Ủa đây đang review bắn chị ta.
chà. Chết lộ con. Quỷ. Ủa? Mình còn một mạng. Cho, cho. Ở con này đánh cho mạnh. Until we meet again. Hết chưa? Cái đầu lâu. Ờ, hết rồi mấy ông ơi. Rồi đó. Demo chỉ có 3 màn như vậy thôi đó. Anh em nào mà thích thì có thể lên trên Steam download bản demo về cho y chang giống tôi rồi đó. Và nếu mà thấy game hay á thì có thể bỏ vào trong cái wishlist. Rồi sang năm 2021 game ra thì mua. Thì game này tôi nghĩ là chắc giá là tầm 10 đô dưới khoảng 200k thôi à. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Trên đây thôi nha. Bye bye. Và see you again.